Minh được Tử Vi rất là vui mừng khi được chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh được Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh được Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình như cá chép hóa rồng, gặp hung hóa cát, vượng vận quý nhân, nhiều vận may bất ngờ ập đến. Tiền bạc ùn ùn đổ về nhà, bất ngờ trúng số đổi đời đại gia. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, giới tiên tri tiết lộ sự thật bất ngờ về cuộc đời tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964, được Phật trời ưu ái, hậu vận giàu sang, tiền vàng đầy két, an nhàn hưởng phúc lớn cho đến cuối đời. 60 năm sống ở trên đời, trải bao sóng gió buồn vui thế trần, phút giây chợt ngộ ra rằng, ở đi đi ở cầm bằng thế thôi, ngậm ngùi ngắm áng mây trôi, tuổi ta như lá rụng đầy dưới chân, cuộc đời dù có thăng trầm, biết sai nên sửa lỗi lầm tiêu tan, trên cao Phật tổ chỉ đường, mênh mông rộng lớn con đường mở ra, dù cho lội suối vượt đèo, chín phần vượng phát đi theo cuối đời. Quý vị thân mến, có lẽ ai trong chúng ta cũng đều mong muốn có được cuộc sống an nhàn, vô lo vô nghĩ, gia đạo hòa thuận, con cái thành đạt phải không ạ? Thế nhưng cuộc đời là vô thường, thế sự khó lường, không phải ai sinh ra cũng được tốt số như vậy. Có nhiều người vẫn phải ngày đêm cặm cụi kiếm tiền, đầu tắt mặt tối, lo cho từng bữa cơm manh áo. Người thì gia đạo lục đục bất hòa, con cái ngỗ nghịch khó dạy bảo, bản thân bất lực mà không biết phải chia sẻ với ai. Tuy nhiên, cô bác hãy nhớ rằng, người thành công tất phải trải qua con đường nhiều máu và nước mắt, người nhàn tản an yên, tất cũng phải từng có một đoạn chiến thiên địa. Đấu cuộc đời, dù cho cuộc sống có vùi dập thế nào, nếm qua bao nhiêu cay đắng vất vả sớm hôm, chỉ cần bạn luôn chăm chỉ nỗ lực hết mình, thì đến một ngày sẽ được đền đáp xứng đáng. Rất may là mới đây nhất, các nhà tử vi học đã miệt mài nghiên cứu và luận giải chi tiết về tử vi chọn đời tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, các bậc thầy tử vi có chỉ rõ, con giáp này tuổi trẻ có cuộc sống nhiều đau buồn, cuộc đời có nhiều rủi hơn may, nhưng sóng gió họa nạn ập đến bất ngờ, cũng chỉ là để thử thách tấm lòng của con giáp này mà thôi. Nếu như vượt qua được, thì nắm lấy nhiều thắng lợi lớn lao vào thời kỳ trung vận. Khi đã trải qua chặng đường gian nan nhất, thì cuộc sống của Giáp Thìn mới thuận lợi hơn và nhận được nhiều phước lành. Đặc biệt vận tài lộc của tuổi Giáp Thìn rất hanh thông, mưa thuận gió hòa, làm gì cũng dễ thành công, mưu cầu như ý, sở cầu như nguyện, tiền bạc dồi dào chất đầy két. Con giáp này càng lớn tuổi sẽ càng giàu có. Những năm tháng hậu vận được tận hưởng vinh hoa phú quý, an nhàn sống hạnh phúc bên gia đình. Và trong chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ về diễn biến tử vi chọn đời của cô bác tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, cầm tinh con rồng, để quý vị biết được vận mệnh của mình sẽ ra sao khi về già, năm nào được hưởng phước lộc trời ban, công danh sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe và gia đạo sẽ thế nào. Đặc biệt quý mệnh chủ Giáp Thìn sẽ phải chuẩn bị những gì để xoay chuyển vận trình vượt qua khổ ải, vạn sự thông, mưu cầu như ý, sở cầu như nguyện, cuộc sống bình an không phải lo toan, tiền của đủ đầy trong những năm tháng sau này của cuộc đời mình. Xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe và suy ngẫm nhé. Quý vị thân mến, vận mệnh mỗi người đều gắn với sự giao chuyển hài hòa giữa âm dương ngũ hành, tương sinh tương khắc. Cùng với đó, mỗi người sẽ ứng với một tuổi, một con giáp cố định suốt đời. Tử vi chọn đời bao gồm rất nhiều thông tin tổng quát về số mệnh theo từng mốc giai đoạn khác nhau trong cuộc đời của mỗi người. Tử vi chọn đời tuổi Thìn có thể coi là thần bí biến hóa khó lường. Sở dĩ như vậy, vì họ mang trong mình dòng máu tứ linh, tính cách khó bề nắm bắt, là tiếp người có khát vọng và dã tâm cực lớn. Họ ưa mạo hiểm và có xu hướng theo đuổi cuộc sống lãng mạn, tâm tình lãnh đạm, không bị ràng buộc bởi nhân tình thế tục. Họ mang đến phong thái của một nhân vật lớn. Theo tử vi phương Đông, cô bác tuổi Giáp Thìn có cuộc sống tương đối tốt đẹp. Những việc muốn làm thì đều có kết quả như ý muốn, vạn sự tất thành, đại cát đại lợi. Là một trong số những con giáp có số phú quý, nên cuộc đời được hưởng số vinh hoa phú quý, ít khi lo nghĩ hay vất vả. Tổng quan tử vi chọn đời tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964. Năm sinh âm lịch Giáp Thìn 1964, địa chi phục đầm chi lâm, tức là rồng ẩn trong đầm,
mệnh phúc đăng hỏa là lửa đèn nhỏ, cung mệnh nam 1964, nam cung ly hỏa thuộc đông tứ mệnh, cung mệnh nữ 1964, nữ cung cản kim thuộc tây tứ mệnh, màu tương hợp xanh, đỏ, màu tương khắc đen, Phật ban phúc, dược sư Như Lai, Phật ban trí, Long Thù Bồ Tát, Phật hộ mệnh, Tỳ Sa Môn, Phật bảo hộ, Phổ Hiền Bồ Tát, hướng hợp nam 1964, đông, đông nam, bắc và nam, hướng hợp nữ 1964, tây, đông bắc, tây nam và tây bắc, con số hợp mệnh 3, 4, 9, con số khắc mệnh 1. Xem tuổi giáp thìn có thiên can là giáp, địa chi là thìn, thiên can giáp là gì? Thiên can giáp là can đứng đầu trong 10 thiên can, giáp ở đây là chỉ vỏ hạt cây cỏ. Vì bản chất của các thiên can và địa chi có tính chất tuần hoàn nên đứng trước giáp là quý và đứng sau là ất. Về phương hướng, can giáp chỉ hướng bắc, đông bắc, trong ngũ hành, giáp ứng với hành mộc. Còn theo thuyết âm dương, giáp thuộc dương là dương mộc, giáp mộc là cây lớn, cây đại thụ thuộc họ thân gỗ, cứng cáp có tán lá tỏa rộng, sống trong rừng sâu, tính chất cường tráng. Tất cả các vật bằng gỗ đều tượng trưng cho giáp mộc. Các vật này nếu làm từ gỗ cây càng to, càng cao thì tính chất càng cường tráng, càng vượng khí giáp mộc. Quần áo màu xanh cũng tượng trưng cho giáp mộc. Giáp cũng tượng trưng cho con cua. Người xưa nếu muốn thi cử khoa giáp thành công sẽ bày một loài sinh vật có vỏ để tượng trưng cho khoa giáp. Vì vỏ trong tiếng Hán là giáp, giáp cũng tượng trưng cho bọ cánh cứng, rắn. Người cần giáp mộc nên ăn cua, nhưng nếu như bạn bị mộc thì không nên ăn. Thiên can giáp là đầu thiên can, thuộc dương mộc nên thường ẩn mình không phô trương. Vậy nên, người tuổi giáp thìn sống kín đáo, cẩn mật, không nói nhiều mới hợp duyên trời định. Tính chất chung là học giỏi, nổi trội, thi đỗ cao. Can giáp là người có tâm đức luôn học hỏi, hợp với những người cùng chí hướng. Họ sẵn sàng chia sẻ và giúp đỡ những người khó khăn. Người thuộc can này không có tính cách xăm soi người khác, luôn để lại ấn tượng tốt, sống đàng hoàng chính trực. Đây là người có xương đầu to, trán cao bằng và rộng, khuôn mặt dễ gần dễ mến, lời nói gần dễ nghe, dễ hiểu. Họ dễ có bệnh về khu vực đầu, gân, gan mật và huyết áp cao. Giáp mộc có khuynh hướng phát triển vươn lên theo chiều hướng cao, chẳng hạn như vị trí cấp bậc, nên người giáp mộc có cá tính kiên cường, khí phách. Họ có đủ dung lượng che chở cho kẻ yếu thế vì có bóng mát. Giáp mộc là đại thụ cao chọc trời, không cần phải thay đổi, không thể khom thân uốn mình, có chí tiến thủ, tính cách phong nhã, có tình có nghĩa, làm việc có trách nhiệm. Tuy nhiên, họ có khả năng thích nghi kém, lại vì những sự việc buồn phiền mà hao tâm khổ tứ khi đi hành sự. Địa chi thì là gì? Tử vi chọn đời tuổi thìn có thể coi là thần bí, biến hóa khó lường. Sở dĩ như vậy vì họ mang trong mình dòng máu tứ linh, tính cách khó bề nắm bắt, là tiếp người có khát vọng và dạ tâm cực lớn. Họ ưa mạo hiểm và có xu hướng theo đuổi cuộc sống lãng mạn, tâm tình lãnh đạm, không bị ơ á buộc bởi nhân tình thế tục. Họ mang đến phong thái của một nhân vật lớn. Hơn nữa, tuổi thìn tức tuổi rồng là biểu tượng của sức mạnh thần bí thiêng liêng và quyền lực. Bởi vậy, những người tuổi này thường thông minh tài trí hơn người, có nhiều tham vọng và luôn đạt được thành công, danh tiếng địa vị cao sang. Những người tuổi rồng có sức sống mãnh liệt, vẻ bề ngoài luôn toát lên khí phách oai hùng, lẫm liệt. Không chỉ có vậy, rồng còn hội tụ đầy đủ những tinh hoa phẩm chất đẹp của một con người, sự thật thà, bao dung và yêu thương con người. Số mệnh trong đời người tuổi thìn có nhiều điểm bất ngờ, như trong cuộc sống gặp được nhiều quý nhân phù trợ, chỉ đường chỉ lối dẫn tới giàu có, hạnh phúc và thành công. Đây là người có lý tưởng, có hoài bão, sự nghiệp có nhiều thành công. Người này cả đời gặp nhiều điều may mắn, không hay phải lo lắng muộn phiền, cuộc sống hạnh phúc ấm êm. Tất cả sóng gió bão bùng nghèo khổ chỉ là tạm thời mà thôi, đến thời vận lên thì ắt sẽ lột xác hóa rồng, bay lên tận mây xanh, hưởng mọi việc tốt may mắn trên đời. Tuổi giáp thìn mang trong mình địa chi thìn, nên đa phần tuổi này đều thông minh, lanh lợi, cương quyết, hoạt bát, thẳng thắn, thành thật, khoan dung độ lượng, tràn đầy sức sống, phản ứng nhanh nhạy. Họ thẳng thắn nên không thích gây chuyện thị phi. Họ tự kiêu thanh cao song lại thành thật. Họ tự cho mình là trung tâm song lại rất có khí phách. Họ xử lý công việc một cách quyết đoán, chỉ cần quyết định xong một việc nào đó thì thích bắt tay vào thực hiện luôn. Họ có tinh thần trách nhiệm, năng lượng dồi dào, có tiềm năng làm việc lớn và rất tự tin trước mọi việc. Họ biết suy luận, giỏi tìm tòi, có tài lãnh đạo, khá bị động trước tình yêu, song chuyện yêu đương của họ lại tiến triển rất thuận lợi. Người tuổi thìn thường ngày khá lười biếng, cả ngày chỉ thích xem TV, nhìn có vẻ nhàn tản, nhưng một khi họ đứng lên thì còn tích cực hơn bất kỳ người bình thường nào, và còn mang trong mình hoài bão cao xa. Tử vi chọn đời người tuổi thìn có sức hấp dẫn đặc biệt, họ sẽ nổi trội hơn với nghề nghệ thuật, tôn giáo. Thuộc chi thìn nên cũng có khiếu về văn chương, tự tin nhưng đa nghi, nội tâm hay mâu thuẫn. Những người này có khả năng phán đoán công việc rất hay, nhưng lại nặng phần lý thuyết, nhẹ phần thực hành. Do đó khi bắt tay vào làm, họ thường do dự dè dặt,
Đặc biệt nếu gặp thời cơ thích hợp, họ sẽ biến hóa như rồng và họ cũng biết thu mình khi chưa gặp vận. Bởi vì họ mang trong mình hai tính cách trái chiều, lúc thì sôi sục, lúc lại buông xuôi đến mức cực đoan. Vậy nên họ không hợp với nghề làm văn phòng, những công việc mô phạm cố định. Họ hợp với nghề nghiệp tự do, có thể thoải mái phát huy năng lực của mình. Tất cả những người tuổi rồng đều có thể tỏa ra nguồn năng lượng dồi dào. Họ dường như không bao giờ cảm thấy mệt mỏi. Họ thoát khỏi công việc đi họp, rồi lại quay về với công việc. Xong việc lại đi tiếp đón tiệc rượu, về đến nhà chăm sóc con trẻ, cơm nước, ít lâu lại thấy đi gặp gỡ bạn bè. Về đến nhà vẫn có thể nghe nhạc, nói chuyện với nửa kia. Lần tiếp theo vẫn thấy họ bận rộn và căng tràn sức lực như thế. Đây là mẫu người đa năng, đa tài, có lòng đầy tự hào, là nhà phê bình sắc bén. Những người sinh ra vào mùa xuân hay mùa hạ thì được cho là hợp mùa sinh. Thuở nhỏ tuổi này có cuộc sống lận đận, một số người xem về đường tình duyên thì gặp sóng gió, đời sống lứa đôi ít hòa thuận, dễ cãi vã. Giáp Thìn có tuổi hợp với Canh Thân, Bính Thân, Mậu Thân, Mậu Tý, Canh Tý, Nhâm Tý, Bính Thìn, Mậu Thìn và mệnh hợp với hành mộc, hành hỏa, hành thổ. Tuổi kỵ của Giáp Thìn gồm các tuổi Nhâm Tuất, Canh Tuất và các mệnh thủy kim mang hàng can Canh Tân. Xét theo ngũ hành, Giáp Thìn mệnh hỏa, phúc đăng hỏa, dịch theo chế tự trong mệnh phúc đăng hỏa. Chữ phúc có nghĩa là vui vẻ, hạnh phúc đủ đầy, chữ đăng mang nghĩa là ngọn đèn, còn tử hỏa tức là lửa, nên tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Mệnh phúc đăng hỏa có thể hiểu nghĩa là ngọn lửa nhỏ từ chiếc đèn, tức lửa đèn dầu, mang lại sự tươi vui hạnh phúc. Ngọn đèn từ phúc đăng hỏa thắp sáng cuộc sống con người, tạo thuận lợi cho trẻ em học hành, cho nên những người thuộc mệnh này thường giải quyết nhanh chóng các vấn đề một cách khôn khéo. Họ tiếp cận vấn đề khá muộn, nhưng nhờ bản tính thấu đáo trong mọi chuyện và có tầm nhìn xa, nên họ luôn có lối giải quyết thông minh nhanh gọn. Những ai thuộc mệnh phúc đăng hỏa thường có bản tính thiện lương, sống hết lòng vì mọi người và vô tư trong các tình huống. Bản tính nhiệt thành chân ái, ưa hỗ trợ người khác trong lúc gặp khó khăn, thích quan tâm đến mọi người, bởi ngọn lửa đèn dầu là mang năng lượng tiềm ẩn, sự sáng suốt. Phúc đăng hỏa là người sở hữu tính tình điềm tĩnh, ứng xử nhẹ nhàng, yêu thích sự bình yên và xem nhẹ hư danh. Hơn nữa, bản mệnh phúc đăng hỏa sống rất nhiệt huyết, là ngọn lửa thắp sáng nên sở hữu luồng tư duy đầy tri thức, văn minh. Họ thường là người đầu tiên đi trước mọi người trong lối nhận thức, suy nghĩ tích cực. Những ai tiếp xúc với mệnh này cũng rất dễ thành công, vì họ đem lại cho bạn một tầm nhìn xa, giúp bạn mở mang được nhiều kiến thức từ bên ngoài cuộc sống. Vì thế bạn nên trân quý nếu có người quen thuộc mệnh này. Về nhược điểm, tuy nhiên bản mệnh này cũng khuyết điểm là có phần hơi nóng nảy bồng bột. Bản thân những người này là một luồng khí nóng trống rỗng hư tâm, cùng với tâm lý cải cách tiến bộ đi trước thời đại. Vì vậy nên cần tránh xa những tệ xấu như ảo tưởng, mơ hồ, xa rời thực tế, viễn cảnh trong đầu mà họ xây dựng quá xa rời hiện thực, để rồi có lúc họ phải thất vọng. Những người có tài thường có chút ít những hạn chế trong tính cách, thậm chí họ cậy tài, sống ngông kiêu ngạo. Bởi thế mới có câu, đèn khoe đèn tỏ hơn trăng, đèn ra trước gió còn trăng hỡi đèn, trăng khoe trăng tỏ hơn đèn, cớ sao trăng phải chịu luồn đám mây. Câu ca dao trên, người xưa đặt vần với ý tứ sâu xa, khuyên con người không nên kiêu ngạo, phải biết mình, biết người, biết thời. Có câu, biết giới hạn mới là hạnh phúc. Tuổi Giáp Thìn muốn phát huy được ưu thế và cống hiến đóng góp tốt hơn thì cần có sự quan tâm, động viên truyền thêm niềm tin và năng lượng cho họ. Ví dụ, động viên bằng lời nói, động viên về tinh thần, tăng lương thưởng, vân vân. Ngoài ra, vốn mang tính thương người, thích giúp đỡ người khác, dễ mủi lòng, nên trong công việc làm ăn dễ gặp tiểu nhân lừa gạt. Tuy cuộc đời không có nhiều tài vận, nhưng hậu vận lại an nhàn và tốt đẹp. Người này số đông con, về già được con cái phụng dưỡng, nên làm việc thiện để tuổi già bình yên. Tiếp theo, chúng ta cùng luận bàn chi tiết tử vi chọn đời trên các phương diện sự nghiệp, công danh, tài lộc, tình duyên gia đạo và sức khỏe của tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964. Đầu tiên, về phương diện tài lộc chọn đời tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Tử vi chọn đời tuổi Giáp Thìn, mặt tài lộc trời sinh thông minh lanh lợi, họ phản ứng nhanh nhạy, có tài quan sát, chính vì thế mà thứ tài rất tốt, dễ dàng thu được những khoản lợi nhuận bất ngờ. Tuy nhiên đối với họ thì tiền bạc chỉ là thứ để con người thuận lợi, đạt được mục đích lớn nhất của cuộc đời mà thôi. Tiền tài không phải là thứ quan trọng đối với con giáp này, điều mà họ luôn muốn có được chính là thực hiện được ước mơ lý tưởng của mình. Nếu có thể biến việc kiếm tiền thành mục tiêu trong cuộc sống thì người này chắc chắn sẽ trở thành người vô cùng giàu có. Tuy nhiên, với tính cách người tuổi Giáp Thìn, tài lộc đến với họ tuy nhiều nhưng ra đi cũng rất nhanh, thu chi cân bằng không quá dư giả, cũng không thiếu thốn, nhìn chung cuộc sống khá ấm no nếu biết chăm chỉ. Tài lộc ở vào mức khá, tiền vận có phần bấp bênh,
nhưng vào đến trung và hậu vận thì không cần lo nghĩ gì. Tiền bạc đầy đủ dư thừa, thảnh thơi an nhàn sung sướng. Vận mệnh, tài khí sẽ rất tốt nếu biết nắm bắt cơ hội. Giáp Thìn luôn là người không mấy coi trọng tiền bạc, chi tiêu chưa thực sự hợp lý. Hãy tìm những đối tác làm ăn là những con giáp hợp với tuổi của bạn. Đối với tuổi Thìn đó chính là Tý và Thân. Đây là những vị quý nhân đem lại sự may mắn tiền tài cho bạn. Về sự nghiệp, chọn đời tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Tử vi chọn đời tuổi Thìn có vận mệnh rất mạnh mẽ. Khi vừa chào đời, vận số họ đã tỏa ra ánh hào quang chói mắt. Nhưng qua độ tuổi 30, vận thế sẽ có phần chững lại. Đây là lúc người tuổi Thìn cần học cách tiết kiệm, học cách giữ mình, giữ của cải trong những lúc khó khăn. Chỉ cần vượt qua giai đoạn này, cuộc đời của bạn lại tiếp tục thuận lợi. Trong cuộc sống, tuổi Giáp Thìn luôn suy xét thấu đáo trong mọi việc, nên không phù hợp với những công việc cứng nhắc, không đòi hỏi đến tư duy. Họ nên lựa chọn nghề nghiệp sao cho có thể phát huy hết năng lực và khả năng sáng tạo của bản thân. Người tuổi Giáp Thìn rất hợp với các công việc liên quan đến nghệ thuật hay nghiên cứu học thuật, đặc biệt nếu theo nghiệp viết lách, biết lấy một tác phẩm vượt xu hướng thời đại, làm phương hướng phát triển thì sẽ đạt được những thành công vang dội. Một khi chứng minh được năng lực của bản thân trong một lĩnh vực nào đó, những cố gắng của họ sẽ được đền đáp xứng đáng. Tính cách năng động, hoạt bát và tố chất hơn người cũng khiến họ thường đảm nhận vị trí lãnh đạo trong những ngành nghề mà họ tham gia. Người tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 cũng sẽ thuận lợi thăng tiến, thu được khá nhiều tài lộc nếu đi theo con đường kinh doanh. Bên cạnh đó, họ dễ đạt được vinh quang nhanh chóng nếu theo các lĩnh vực mới như điện tử, công nghệ, viễn thông. Nếu yêu lĩnh vực nông nghiệp, họ sẽ trở thành người nông dân hiện đại có chuyên môn. Nếu được ông cha giúp đỡ và sinh giờ thường, thì làm nghề thường buôn bán sẽ phát đạt. Tính người cứng cỏi mạnh mồm, họ không để tình cảm xen vào công việc. Tuy nhiên, dù làm nghề nào thì một khi chứng minh được năng lực của bản thân trong một lĩnh vực nào đó, những cố gắng của họ sẽ được đền đáp xứng đáng. Tính cách năng động, hoạt bát và tố chất hơn người cũng khiến họ thường đảm nhận vị trí lãnh đạo trong những ngành nghề mà họ tham gia, gặt hái được nhiều thành quả nổi trội. Về già, sự nghiệp bền vững, người người kính trọng. Đàn ông tuổi Giáp Thìn có ý chí phấn đấu rất mãnh liệt, phụ nữ thì mạnh mẽ quật cường. Đặc biệt phụ nữ tuổi này thích làm các việc không hợp với nữ giới, thích tranh đấu, đòi hỏi sự bình đẳng, thích ăn mặc. Nhưng khi họ không có điều kiện thì họ thích nội dung, chứ không chú ý hình thức lắm. Họ dễ đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp, vừa là hậu phương vững chắc cho gia đình. Phần công danh của tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 có phần hanh thông thuận lợi, việc tạo dựng rất dễ đạt được thành công. Đại sự cơ bản hoàn thành khi mới 40 tuổi, tiền vận có nhiều cơ hội cần nắm bắt đúng lúc để đạt được tới mục tiêu. Sang đến trung vận, nhờ nỗ lực của thời gian trước ắt hái được quả ngọt, có cả công danh lẫn tiền bạc, về già được hưởng sung túc an nhàn đến cuối đời. Tử vi tình cảm gia đạo chọn đời của người tuổi Giáp Thìn 1964. Tử vi chọn đời tuổi Giáp Thìn mặt tình cảm bình thường sôi nổi hoạt bát, nhưng đứng trước tình yêu lại biến thành người bị động. Nhưng là người may mắn nên họ vẫn được nhiều người khác giới chú ý. Đặc biệt, sự thông minh hoạt bát, thành thật nhiệt tình lại sống rất có quy củ, nên người tuổi Thìn thường gây ấn tượng khá tốt với mọi người. Người tuổi Giáp Thìn đặt hết sự chú ý vào việc hiện thực hóa giấc mơ, nên ít khi quan tâm đến chuyện yêu đương. Họ cũng không cảm thấy cô đơn lạnh lẽo. Họ ít thể hiện tình cảm với người khác phái, cũng không giỏi nhận ra tình cảm của đối phương. Họ ít khi chủ động yêu ai đó, và cũng hiếm khi đau khổ buồn phiền vì tình yêu. Tuy nhiên, chỉ cần có người kiên trì theo đuổi, đáp ứng yêu cầu về tính cách và phẩm chất của họ, thì rất có thể sẽ có được tình yêu của người sinh năm Rồng. Trong tử vi, Thìn và Dậu tạo nên một góc lục hợp, do đó, Dậu được gọi là lục hợp quý nhân của Thìn. Tuổi Thìn nên tìm đối tượng kết hôn cầm tinh con gà. Để xây dựng hôn nhân bền vững tốt đẹp, người tuổi Thìn còn hợp với người tuổi Thân và tuổi Tý. Ba cung hoàng đạo này tạo thành một góc tam hợp, là những con giáp thích hợp để kết hôn của người tuổi Thìn. Ngoài ra, đào hoa quý nhân của tuổi Thìn là tuổi Dậu. Kết bạn với người tuổi Dậu, vận đào hoa của các chú rồng sẽ nở rộ. Hôn nhân của Giáp Thìn 1964. Cuộc sống hôn nhân của con giáp này khá tốt, vợ chồng hòa thuận, êm ấm cửa nhà. Đàn ông tuổi Giáp Thìn tính cách chu đáo, nhạy cảm, nên thường căng thẳng trước người mình yêu. Phụ nữ tuổi Giáp Thìn khá bị động trong tình cảm, không đủ khéo léo và tinh tế, song cũng hiếm khi đau khổ vì tình. Về phần gia đạo, nhìn chung tuổi Giáp Thìn cũng có nhiều hạnh phúc và đẹp đẽ trong cuộc sống. Gia đạo của những người tuổi Giáp Thìn được yên vui, hạnh phúc trọn vẹn, đông con đông cháu, về già được nhờ phúc con cháu rất nhiều. Về phương diện sức khỏe chọn đời của tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964. Tử vi chọn đời tuổi Thìn, mặt sức khỏe ngũ hành thuộc mộc, nên dễ mắc các bệnh về đường tiêu hóa. Trong cuộc sống hàng ngày, nên chú ý hơn về vấn đề ăn uống. Hơn nữa, tính cách nóng nảy dễ kích động mà quên lãng những mối nguy tiềm tàng xung quanh mình. Khi ra ngoài nên chú ý an toàn, chớ mải quản việc người ngoài mà gặp phiền phức không đáng có.
Đặc biệt từ sau 60 tuổi trở đi, cả nam giới và nữ giới tuổi này đều không được khỏe, về khả năng ăn uống kém dần, không đảm bảo dinh dưỡng, nên sinh ra nhiều bệnh tật. Một trong những nỗi lo của tuổi Giáp Thìn là gì cũng có, nhưng không có sức khỏe. Thông thường khi ở độ tuổi lục tuần, con cái ít nhất cũng ở độ tuổi đôi mươi và chúng có thể bắt đầu tự lo cho cuộc sống riêng. Sau nhiều năm đi làm đương sự có thể tích lũy được khoản tiền làm chỗ dựa về già hay để hỗ trợ con cái khi chúng kết hôn. Xong, tiền đề của những thứ này là có cơ thể khỏe mạnh. Bước qua tuổi 60, thể trạng của nhiều Giáp Thìn sẽ giảm sút, chẳng hạn xương, chức năng não, tim mạch hay hệ thống miễn dịch sẽ không còn khỏe. Như khi bạn ở độ tuổi 20 hay 30, một khi Giáp Thìn bước qua ngưỡng 60 tuổi của cuộc đời, mệnh chủ sẽ có rất nhiều thời gian rảnh rỗi. Lúc này sự rảnh rỗi đột ngột ấy có thể làm phiền tính chủ. Bên cạnh đó, nhiều Giáp Thìn còn giảm dần sự hứng thú trong cuộc sống và trải nghiệm nhiều cảm xúc tiêu cực. Tuy nhiên, thầy Tử Vi có bật mí rằng Giáp Thìn có thể khiến bản thân bận rộn hơn bằng cách dành nhiều thời gian tập luyện thể dục thể thao, tham gia vào các hoạt động vui chơi giải trí và có chế độ ăn uống lành mạnh. Những hoạt động này tác động tích cực đến cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Dù tính chủ giàu có, địa vị hay con cái, sức khỏe luôn là điều kiện tiên quyết và quan trọng nhất để tận hưởng hạnh phúc. Vì thế, ta cần biết và tin điều này để từ đó hiểu rõ tình hình về giai đoạn quan trọng này, để sớm tìm cách cải thiện, củng cố cho sức khỏe khi bước vào tuổi 60. Khi làm được điều đó, thì trong tương lai sức khỏe của chúng ta mới được đảm bảo, tuổi già sẽ không còn đáng sợ nữa. Người ta thường nói, qua giai đoạn này mà không gặp bệnh gì quá nặng thì cơ hội chúng ta sống thọ đến 100 tuổi là hoàn toàn có thể xảy ra. Do vậy, ta cần chú ý tốt hơn về sức khỏe, cũng như lao động, cân bằng cuộc sống, tâm lý, thay vì việc cầu khấn nghĩ ngợi. Ngoài ra, Phật độ mệnh của tuổi Thìn là Phổ Hiền Bồ Tát. Nếu mang theo người những vật tượng trưng của Phật hoặc dốc lòng thờ cúng sẽ được Bồ Tát che chở bảo vệ, phù hộ độ trì vượt qua những nạn bệnh tật đau ốm. Tiếp theo là vận mệnh của tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964, theo tháng sinh âm lịch, 12 tháng trong âm lịch thuộc các tiết khí khác nhau. Điều này cũng ảnh hưởng nhất định đến luận đoán tử vi số mệnh của đời người. Bản mệnh tham khảo chi tiết đặc điểm từng tháng sinh của người tuổi Thìn trong phần dưới đây. Vận mệnh tuổi Giáp Thìn sinh vào tháng 1 âm lịch. Những người sinh vào thời điểm này thông minh sáng láng, là người có ước mơ và khát vọng thành công. Nếu bản thân vượt qua những gian khổ, người thường khó lòng chịu được, thì tất nhiên sẽ đạt tới đỉnh cao khó ai bì kịp. Vận mệnh tuổi Giáp Thìn sinh vào tháng 2 âm lịch. Người tuổi Giáp Thìn sinh vào thời gian này xuất sắc về mọi mặt, năng lực lớn mạnh, dường như không gì có thể cản bước tiến của họ. Họ cũng được mọi người xung quanh kính nể tôn trọng, có thể đạt được những chức vị lớn. Vận mệnh tuổi Giáp Thìn sinh vào tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch rơi vào tiết Thanh Minh, đặc trưng trong tính cách của họ là sự lịch thiệp, nhã nhặn, biết cách cư xử với mọi người, dù tài giỏi học rộng, nhưng không vì vậy mà mất đi sự khiêm tốn. Vận mệnh tuổi Giáp Thìn sinh vào tháng 4 âm lịch. Họ là những người có đủ sức khỏe, sự mạnh mẽ để mưu toan việc lớn, mệnh chủ đạt được thành tựu chiến công hiển hách, được người đời ngưỡng mộ. Vận mệnh tuổi Giáp Thìn sinh vào tháng 5 âm lịch. Người tuổi Giáp Thìn sinh tháng 5 vốn là những người mang mệnh đại phú đại quý, cuộc đời hoàn toàn không có gì đáng ngại. Tuy vậy họ nên kiềm chế bớt tính cách của mình lại, chú ý đừng quá chuyên quyền nóng nảy. Vận mệnh tuổi Giáp Thìn sinh vào tháng 6 âm lịch. Muốn xem vận mệnh của người tuổi Giáp Thìn sinh vào tháng này, còn cần phụ thuộc nhiều vào giờ sinh, ngày sinh, bởi tháng sinh này lên xuống bất định, tùy từng thời điểm mới đạt được đại cát đại lợi. Vận mệnh tuổi Giáp Thìn sinh vào tháng 7 âm lịch. Người tuổi Giáp Thìn sinh tháng 7, thông tuệ, biết người biết ta, họ được hưởng hạnh phúc, đi đâu làm gì cũng có quý nhân phù trợ. Vận mệnh tuổi Giáp Thìn sinh vào tháng 8 âm lịch. Họ là những người có nhiều bạn bè và các mối quan hệ xã hội. Những người này thường muốn sống cuộc sống bình yên, theo đuổi những gì mình thích. Chính vì lẽ đó mà thành công đến với họ hết sức tự nhiên. Vận mệnh tuổi Giáp Thìn sinh vào tháng 9 âm lịch. Người tuổi Giáp Thìn sinh vào tháng 9 dịu dàng, nho nhã, điềm đạm lễ độ, là chính nhân quân tử. Họ không đam mê chạy theo tiền tài vật chất, nhưng nếu đã đặt ra mục tiêu thì sẽ quyết tâm theo đuổi đến cùng. Vận mệnh tuổi Giáp Thìn sinh vào tháng 10 âm lịch. Họ thích sống cuộc sống an phận thủ thường, không có nhiều biến cố. Bản mệnh không muốn tranh giành hay đầu tư mạo hiểm, nên thường ít có thành tựu, chức tước nào nổi trội. Vận mệnh tuổi Giáp Thìn sinh vào tháng 11 âm lịch. Họ tài hoa có thừa, ôm ấp nhiều dự định tham vọng, nhưng chỉ có số ít thành công. Với họ chỉ lập kế hoạch là chưa đủ, mà cần chuẩn bị chu toàn, lên tinh thần dám đương đầu,
dám nhận thất bại và đứng lên sau thất bại. Vận mệnh tuổi Giáp Thìn sinh vào tháng 12 âm lịch. Những người tuổi Giáp Thìn sinh vào cuối năm khởi đầu khá long đong lận đận, tuy tài đức họ không kém ai, nhưng khó gặp được duyên làm ăn hay cơ hội lớn. Kính thưa quý vị, con người chẳng ai hoàn hảo, đừng chỉ vì một khuyết điểm của người ta mà phóng đại nó lên, cho rằng họ là kẻ xấu xa, và chỉ trích họ không ngừng, tha thứ cho người ta, không chỉ cho họ một con đường sống, mà còn là để tâm ta được thanh thản, tâm địa nhu hòa, là tiến bộ lớn nhất của con người biết tu dưỡng bản thân. Người ta một khi trong lòng ôn nhu, hòa nhã, thì mới có thể sống thọ nhiều an vui, phần là chuyện gì cũng đều độ lượng ắt được người tôn kính. Hãy nuôi dưỡng lòng độ lượng, vì đó chính là phúc báo lớn nhất đời người. Có câu chuyện được kể rằng, lão hòa thượng trồng một chậu hoa lan xinh đẹp, hoa lan cũng nhờ vào sự chăm sóc của ông mà lớn lên mạnh khỏe và thanh tú. Một lần, ông phải đi ra ngoài có việc một thời gian, ông liền giao chậu lan lại cho tiểu hòa thượng nhờ chăm sóc. Một hôm, tiểu hòa thượng sau khi tưới nước cho hoa, liền đặt chậu lan ở bệ cửa sổ rồi ra ngoài làm việc. Thế rồi, mưa to xối xuống, gió to làm chậu lan rơi xuống mặt đất vỡ tan. Khi tiểu hòa thượng trở về, thấy chậu lan chỉ còn cành lá gãy rập, héo úa dưới đất, cậu vừa đau lòng vừa lo sợ sư phụ sẽ của trách. Khi vị sư già trở lại, tiểu hòa thượng đã chuẩn bị tinh thần bị phạt, nhưng sư phụ cậu chỉ cười cười, không trách mắng chút nào. Tiểu hòa thượng bất ngờ: "Sư phụ, người không tức giận sao? Sao lại không trách mắng con?" Lão sư xê y nhạt một tiếng: "Ta trồng hoa lan không phải vì để tức giận." Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng lại thể hiện một người có tấm lòng bao dung rộng lượng và cởi mở với cuộc sống. Thế giới xung quanh chính là phản ánh nội tâm của bạn. Lão hòa thượng trồng hoa không phải để nổi giận. Tương tự như vậy, chúng ta học tập không phải để tức giận, chúng ta làm việc không phải để tức giận, chúng ta yêu thương không phải để tức giận, chúng ta sống không phải để tức giận. Nếu bạn ôm giữ hận thù, cuộc sống xung quanh đều là những điều không vừa mắt. Nếu bạn ôm giữ lòng biết ơn, thế gian khắp nơi đều là lòng cảm ơn. Nếu dung lượng tâm của bạn lớn lên, sức chịu đựng của bạn cũng lớn lên. Những điều người khác không vừa mắt, đối với bạn cũng có thể xem rất nhẹ nhàng. Dù bạn không thể chọn những điều xảy ra với bản thân, bạn vẫn có thể lựa chọn thái độ đối với những khó khăn trong đời người. Bạn có thể ôm giữ oán hận hoặc thái độ tiêu cực trong nghịch cảnh. Bạn cũng có thể rèn luyện nội tâm vững vàng trước những sóng gió. Chỉ là bạn sẽ chọn con đường nào. Đời người 8-9 phần là không như ý. Những chuyện muốn gì đường nấy, mọi việc đều toại nguyện là rất ít. Người khoan dung bề ngoài dù xinh đẹp hay tầm thường, ở bên trong cũng là nội tâm quảng đại, tấm lòng rộng mở có thể dung chứa vạn vật, độ lượng với mọi người. Người khoan dung thường suy nghĩ cho người khác, chân thành không kiêu ngạo, lòng dạ thoáng đãng. Họ mang khí chất khiêm nhường của người quân tử. Người quân tử trong sáng vô tư, kẻ tiểu nhân thường mang ưu sầu. Làm thế nào mới có thể nuôi dưỡng lòng bao dung? Thật dễ dàng chỉ trích thiếu sót của người khác, oán trách lỗi lầm của người, phàn nàn và phán xét về những quyết định sai của họ. Những hành động tiêu cực ấy chắc chắn sẽ không thể mang lại tác dụng tích cực, vì nó dựa theo quan điểm của bản thân để phán xét sự việc, là xuất phát từ vị tư, là vì mình. Hãy thừa đổi góc độ, đứng từ vị tha, tức là vì người khác mà xét vấn đề. Thực sự xuất phát điểm muốn tốt cho người khác, chứ không phải là muốn người khác phù hợp với quan điểm của mình. Khi một người không phàn nàn về người khác, người ấy đã tránh xa khỏi oán hận. Khi một người không ghét bỏ người khác, người ấy đã tránh xa khỏi thù hận. Người có đạo đức cao thượng luôn biết cách phân biệt chính tà và lánh xa thù hận. Chỉ khi lánh xa thù hận, người ấy mới nảy sinh lòng khoan dung. Một người khoan dung chân chính phát xuất ra ánh hào quang của từ bi và từ hòa. Hào quang ấy chiếu sáng những người xung quanh và chính bản thân họ. Khi một người thực sự khoan dung từ nội tâm, không oán, không hận, người ấy mới có thể cảm nhận được hạnh phúc chân chính. Họ sẽ được ban phúc lành và con đường sẽ rộng mở trước mặt họ. Ngược lại, một người tâm đầy thù hận sẽ không bao giờ thực sự thiện với người khác. Ngọn lửa thù hận sẽ che mờ lý trí của họ. Nó cũng giống như một thanh gươm tẩm độc, không những làm người khác bị thương mà còn làm hại chính chủ nhân của nó. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết chia sẻ luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.